Xin chào các anh chị em. Thời gian vừa qua thì Tùng có nhận được nhiều yêu cầu của anh chị em về hướng dẫn bài đệm hát. Thì do là mỗi anh chị là bình luận ở một cái nơi khác nhau, cho nên là nhiều khi thì Tùng muốn hướng dẫn mà Tùng quên mất bài đó là bài gì. Thì bữa nay thì anh chị vui lòng á là bình luận cái bài mà anh chị yêu cầu, hoặc là anh chị muốn là sắp tới thì Tùng hướng dẫn nội dung gì, hoặc là có những thắc mắc gì, hoặc là yêu cầu cụ thể luôn là bài gì, thì anh chị để lại trong cái phần bình luận của video này. Thì Tùng sẽ thấy và sẽ sắp xếp là cái bài nào mà nhiều được anh chị đề xuất nhất thì Tùng sẽ làm hướng dẫn trước để giúp anh chị là chơi được những cái bài mình thích trong thời gian ngắn nhất. Bữa nay là cuối tuần rồi thì Tùng chúc anh chị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Và bây giờ thì Tùng xin mời anh chị nghe một phần trình bày của một bạn học viên của Huy Tùng khóa 4, bạn này ở bên Đài Loan anh chị ha. Với một cái năng lượng rất là mạnh mẽ của một cô gái trẻ. Xin mời anh chị cùng lắng nghe. Tưng 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 tưng. Rất là giỏi ha. Xin trả bài hoa cài mái tóc. Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình, lệ mừng nhòa đôi mắt long lanh, nghe tim con vẫn Đôi còn ngày màu xanh. xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa Đưa em em qua qua quãng quãng đường đường dài, dài, về thành đô anh thì may áo áo cưới, cưới ta ta thương thương nhau nhau dây dây dừng dừng ngày ngày mai. mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai. Xin Xin em em đừng đừng qua qua vòng vùng có cấm, hoa, xin xin em em đừng đừng đến đánh những thức nơi nơi chim gương xanh xanh hoang hoang ca, vì ca. tình nào không bao đam mê. Anh xin em giữ trọn lời thề, dù mình nghèo người đời khinh chê, Ta ta thương thương nhau nhau giữ giữ trọn trọn tình tình quê, quê, dù mình nghèo người người đời đời khinh khen chê, chê, ta ta thương thương nhau nhau giữ giữ trọn trọn tình tình quê. quê. Xin cảm ơn em. Rất là vui ha, rất là vui vẻ. Rồi bài này thì nhịp đánh rất là tốt. Em sử dụng cái mẫu đệm cha 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 mà đờn bass như chinh phục được nó cũng rất là giỏi rồi. Nhiều anh chị là thường hay bỏ cuộc ở cái phần đệm này đó. Nhưng mà đối với em là em làm được rất là tốt ha. Chúc mừng em.